Móng Vlog chào cả nhà, chào anh chị em. Được gặp lại vào công chiếu vào 19 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần. Chúc anh chị em buổi tối vui vẻ. Cái chủ đề hôm nay hai món sẽ trả lời cũng như gợi ý đến một số anh chị em mới làm YouTube năm 2021. Và một số anh chị em làm YouTube năm 2020 mà chưa đạt được 4.000 giờ, 1.000 sub để gửi đơn là đối tác của YouTube. Các bạn hỏi rằng bây giờ anh em ốm giúp em nhanh đạt được 1.000 sub và 4.000 giờ, giờ làm như thế nào để đạt được? Hai món chia sẻ với các bạn có nhiều bước như sau, nhưng những bước cơ bản mà các bạn cần lưu ý, nhất là các bạn chưa đạt được 4.000 giờ. Điều đầu tiên, mục đích của các bạn làm YouTube để làm gì? Nếu các bạn làm YouTube để kiếm tiền và để có quảng cáo, để có một số tiền nho nhỏ hỗ trợ cuộc sống của các bạn, thì điều đầu tiên là các bạn phải đạt được 1.000 sub và 4.000 giờ. Và 1.000 sub thì nó không khó, nhưng 4.000 giờ thì nó rất khó khăn cho các bạn. Và điều đầu tiên hai món khuyên các bạn cố gắng ra video 8 phút trở lên. 8 phút trở lên. Thứ nhất, trong video 8 phút trở lên đó, thời lượng nó sẽ dài và nhiều người xem có thể ủng hộ các bạn thì các bạn nhanh đạt giờ hơn. Còn các bạn làm 2-3 phút thì nó rất là lâu đạt giờ. Đó là cái thứ nhất. Cái hai cực kỳ quan trọng. Sau mà các bạn trở thành đối tác của YouTube thì video 8 phút đó các bạn được kiếm tiền trên video cũ đó. Thí dụ các bạn làm 4 tháng để đạt 4.000 giờ bật kiếm tiền, thì video ngày đầu tiên của 4 tháng đó sau khi là đối tác YouTube cũng được đặt quảng cáo và các bạn kiếm tiền hiển thị quảng cáo trên video cũ đó luôn. Thì trong 8 phút các bạn được đặt quảng cáo thủ công. Thí dụ các bạn ra video 7 phút thì chỉ có quảng cáo đầu và quảng cáo cuối mà thôi. Còn các bạn ra 8 phút trở lên thì có quảng cáo đầu, quảng cáo cuối và quảng cáo xen giữa. Các bạn được đặt từ 2 đến 3 cái quảng cáo xen giữa để giúp cho các bạn tăng thêm thu nhập. Lúc 2019 và giữa đầu 2020 là 10 phút. Sau ngày lúc ngày 19 tháng 5 2020 thì YouTube đã hạ xuống còn 8 phút. Đó, các bạn cần lưu ý. Điều tiếp theo, nếu các bạn muốn có nhanh giờ, tốt nhất là các bạn nên công chiếu video của các bạn, chứ các bạn không có đăng nguội. Thí dụ khi các bạn đăng nguội, úp nguội lên thì một người xem, hai người xem, 10 người xem, thì mỗi người xem chỉ có 3 phút người ta bình luận, comment, người ta đi ra thôi. Bởi vì nó không có sự tương tác trực tiếp mà họ chỉ xem thôi. Nếu mà họ không ủng hộ các bạn, họ chỉ xem để mà xúc chéo, để mà 3 phút theo cái chính sách của YouTube mà thôi. Còn các bạn công chiếu thì khi mà các bạn 8 phút, các bạn được tương tác trực tiếp trên cái comment, trên cái bình luận. Các bạn chào hỏi họ, cảm ơn họ, bày tỏ cái sự cảm ơn họ đến công chiếu các bạn. Và các bạn có giữ chân người xem trong cái video của bạn là video hay là một. Cái sự trực tiếp bằng cái comment, các bạn chào hỏi họ, họ chào hỏi các bạn, giữ chân người xem lâu, họ được chào hỏi, được đón chào, thì họ sẽ ủng hộ các bạn được giờ nhiều hơn, có nghĩa là giữ chân người xem lâu hơn, được không ạ? Và cái cách
Đăng Nội với Công Chiếu nó giống nhau hết, chỉ khác nhau là đặt lịch công chiếu, chọn ngày giờ rồi lưu vào. Còn Đăng Nội là viết sale video xong là các bạn làm đăng xuất, là các bạn úp mũi lên, được không ạ? Nên là món khuyên là các bạn phải chọn lịch, chọn lên lịch rồi đặt ngày đặt giờ để công chiếu, thì các bạn mới có sự tương tác trực tiếp trên buổi công chiếu của các bạn trên cái comment của mình với người xem video, thì từ đó các bạn nhanh cái giờ hơn. Thêm thứ hai nữa là các bạn muốn cái giờ thì một tuần các bạn ra tối thiểu 30 video đến 70 video. Cái kênh của Hai Món Vlog với một số nhiều anh em lúc trước á, các bạn biết một tháng là ra là trên 60 video. Lý do là Hai Món chia sẻ cho các bạn sau. Một tháng trên 60 video. Bởi vì tháng đó 31 ngày nó sẽ 62 video. Lý do để Hai Món chia sẻ sau nha. Cái tiếp theo nữa là cái live stream. Giống như Hai Món tối thứ bảy á, các bạn lên 19 giờ 25 phút Hai Món live stream. Tối thứ bảy. Thì đó là live stream trực tiếp, mình lên mình chào hỏi, cảm ơn và người khác nghe mình bày tỏ bằng cái trực tiếp, bằng lời nói của mình, cử chỉ hành động của mình, ánh mắt của mình, cũng như là cái hình ảnh của mình. Mình mặc áo màu gì họ cũng biết, mình cử động sao họ cũng thấy. Nên anh chị em mà muốn đạt giờ thì cố gắng live stream và công chiếu. Cái tiếp theo, nếu mà các bạn mới làm YouTube chưa được 4.000 giờ, được 4.000 giờ thì các bạn vào một cái group, gọi là một cái nhóm ở trên Facebook hoặc Zalo. Thí dụ các bạn có 20 bạn trong cái nhóm đó. Khi các bạn công chiếu, 19 bạn còn lại rủ nhau vào ủng hộ bạn. Hoặc ngược lại, bạn ủng hộ những bạn trong nhóm như vậy, hoặc là live stream cũng vậy. Thì thời lượng video của bạn bao nhiêu phút, thời lượng live stream của bạn bao nhiêu tiếng, những người trong group đó sẽ ủng hộ các bạn. Thì mặc nhiên giờ xem thực nó sẽ tăng rất nhiều. Các bạn cần lưu ý. Và Hai Món cũng quay lại trả lời cho các bạn. Tại sao lúc mà Hai Món vlog với Hai Món Official chưa bật kiếm tiền, là hai kênh là bây giờ bật kiếm tiền rồi, là cái kênh Hai Món vlog này mỗi tháng trên 60 clip. Tại sao? Các bạn đi hỏi rất nhiều người cũ á, rất nhiều người anh em. Hai Món một tháng, cho dù 28, 29, 30, 31 ngày, live stream 7 giờ 15 tối, live stream 2 tiếng 45 phút đến 3 tiếng. 7 giờ 15 phút, 19 giờ buổi tối, live stream suốt gần 3 tháng. Và mỗi buổi trưa 11 giờ là công chiếu video trên 8 phút. Nên các bạn biết rằng tại sao mà Hai Món được 2 tháng mấy đạt giờ, là bởi vì cứ mỗi ngày là công chiếu, mỗi tối là live stream. Nó giúp cho gì? Cho giờ mình nhanh hơn. Và cũng như Hai Món khuyên các bạn hồi nãy là rất, Hai Món lúc trước Hai Món lập từ 7 đến 9 nhóm. Các bạn hãy hỏi lại những anh chị em cũ á, nhóm Thành Công, nhóm Nga Mi, nhóm Đoàn Kết, vân vân, nhóm Cứu Đêm, bây giờ là nhóm YouTube Xa Quê, vân vân, mấy chục anh chị em. Khi mà mình công chiếu anh chị em vào, mình live stream anh chị em vào, anh chị em công chiếu anh chị em live stream mình vào, đó là một cái điều mà giúp cho các bạn tăng thời lượng trong cái bậc kim tiền của mình tăng cao hơn mỗi ngày. Và mỗi ngày công chiếu với live stream của Hai Món là khoảng 70 giờ, 70 tiếng, có video trên 100 tiếng đồng hồ, 100 giờ sau 28 tiếng, sau một ngày.
Nên anh chị em hay mớm khuyên anh chị em như vậy, để cố gắng một là công chiếu video, hai là livestream, ba là không nghỉ ngày nào cả, bốn là video 8 phút, bốn cái đó, năm là lập nhóm group, một cái nhóm ở trong YouTube, trong Zalo hoặc Facebook. Các bạn hãy làm 5 điều đó trong vòng khoảng từ 2 tháng rưỡi, các bạn sẽ đạt được 4.000 giờ. Cứ mỗi ngày các bạn livestream khoảng 2 tiếng rưỡi, 2 tiếng 45 phút mà có 30 người bạn vô đi. Hay mỗi lúc trước, hay mỗi livestream có một bữa nhiều nhất là 77 bạn, sau này 60 mấy bạn, 40 mấy, 37 vân vân, là lúc mà mình đang tìm giờ. Nên lúc trước mà người mà livestream mà nổi tiếng nhất trong đó hai món chắp cánh ước mơ, các bạn hãy đi hỏi, rất là suốt ngày suốt đêm làm YouTube và YouTube. Nên thời gian mấy năm hai món làm YouTube, hiện giờ hai món đang làm 4 kênh, thì những kênh khác chuẩn bị bật kiếm tiền, thì cái điều đó nó cũng xuất phát từ cái sự kiên nhẫn của mình, sự kiên định của mình, từ cái học hỏi kiến thức của mình, ứng dụng theo cái chính sách mới của YouTube và thực hiện theo cái anh chị em hướng dẫn chỉ bảo đi trước. Thì một người biết một ít thì gom góp lại, góp gió thành bão, thì mỗi người biết một cái khía cạnh riêng thì thành một cái group, nó nhiều cái điều mà mình biết trong cái group đó. Đó là hai món chia sẻ anh chị em mới làm YouTube trong năm 2021 này, cố gắng đạt được 1.000 sub và 4.000 giờ trên hành trình làm YouTube của mình, để sớm là đối tác của YouTube. Và kênh hai món YouTube livestream vào tối thứ bảy 19:25 tối thứ bảy giờ Việt Nam, cũng như là công chiếu 19:15 tối thứ ba. Mong anh chị em ủng hộ. Cảm ơn anh chị em, chúc anh chị em thêm thành công và sớm thành công. Món xin cảm ơn.